Ở bên chiến này thì mỗi đội sẽ đưa ra một món ăn mà các bạn thấy rằng món ăn đó mình tự tin nấu, mình có thể nấu ngon hơn. Bởi vì ngày hôm nay sẽ có một đầu bếp chuyên nghiệp. Chúng tôi mời Cẩm Thiên Long. Anh đầu bếp này, anh đã có 16 năm trong nghề nha các bạn. Wow. Thì anh rất là trẻ nhưng 16 năm trong nghề. Đây, chào Cẩm Thiên chào Long anh. Hôm nay thì hy vọng rằng bạn sẽ truyền thêm bí kíp nấu ăn, bếp núc cho những cặp vợ chồng trẻ này, để họ có thể nấu nướng, để có thể đem đến những cái sức khỏe cho những thành viên gia đình. Rồi hôm nay thì Tùng Minh với lại Bông Chuẩn sẽ nấu món gì? Em thì đặc biệt là em thích món Âu. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ thử một cái món mới, là cái món là cơm trộn Hàn Quốc. Bởi vì vợ em là vợ em thích cái món đó. Đâu, đồ Hàn Quốc em thích cái khác. Lee Min Ho cơ. Kim Jong. Còn bên đây cùng, em thì ấn tượng của em về các cái vị ấy, thì là em thích sự hài hòa giữa cay, chua và ngọt. Đấy là một cái kết nối, nếu mà ăn một món nào mà cảm được cả mấy cái vị đấy thì sẽ cảm thấy rất là thích đối với em. Được rồi, em có ăn cái món gì, nem tai thính. Và thật sự em chưa làm lần nào. Và ngày hôm nay em sẽ thử tự chế ra xem là mọi người ăn nó có ra cái vị nem tai thính không. Mọi người ăn thì có thể được nhưng mà sợ vợ em ăn không được là tiếp tục cảm giảm nữa. Thì rồi, em sẽ làm tiếp thôi. Chúng ta sẽ có 30 phút. Các bà vợ mỗi người vào được một lần thôi, một lần phút thôi. Còn ngoài có thể góp ý gì đó thoải mái. Một kinh nghiệm, kinh nghiệm. Với 30 phút bếp chiến. Bây giờ lấy dao làm sạch cái này đi. Lấy dao làm sạch à? Đây. Cái này tí nữa mình sẽ thái chiều nào? Chiều nào mỏng là được. Ôi ôi, trồng đun nước hết 15 phút, trồng xào đi cho nhanh. Ui ôi, không trồng xào ăn có nó không vài ngon. Cái cọng dao đun cả một thổ nồi nước. Cứ để đấy. Cứ để đấy à? Cứ để đấy. Hàng ngày thì có bao giờ em ngồi mà chồng em làm bếp thế này chưa? Dạ không, anh Tùng đánh em chết. Mỗi lần mà anh Tùng mà nấu ăn là em phải đi ra ngoài xem phim rồi phải trông con, chứ không được, không được làng vàng quanh bếp là anh Tùng sẽ cáu. Còn em nấu cơm thì chồng em có phụ không? Thôi phụ mua vui thôi là đủ rồi ạ. Chứ anh ấy mà phụ thì em còn dối hơn. Là vào bếp chỉ có một người thôi á. Đúng rồi. Bây giờ có hai người. Bọn em là không team work được. Không đồng hành được. Sam thấy ở trên kia anh Thái sao nó Ông thực ra là mình cũng đang ngưỡng mộ anh đấy chứ. Không biết là lần đầu mình xài dao hay là đã em đây lần là lần đầu tiên em xài dao và em làm cái này luôn á. Nếu mà lần đầu thì là có lời khen dành cho anh đó. Thậm chí là anh làm còn tốt hơn cả mình. Lúc đầu tay em vô còn chưa được nhanh nhẹn giống vậy nữa. Cảm giác nó run. Lại xẹt phát cả tay bây giờ. Cười. Cười. Thôi tranh thủ làm thôi, không là lời tí nữa rồi lại ăn đồ sống chết. Ít cà rốt thôi chồng. Ở nhà thì Hồng Anh vào bếp thường xuyên hay là Phúc Bồ vào bếp thường xuyên? Hồng Anh ạ. Em ít khi làm lắm. Nhưng Hồng Anh thì làm được nhiều món đặc biệt. Còn em chỉ vài món kiểu cổ truyền của miền Bắc thôi. Rất là sướng. Vợ em lại được cái thích nấu ăn. Nói chung là em thì cũng thích ăn hàng lắm. Tại cuộc đời có mấy niềm vui thì vui mồm cũng là vui nhất mà. Và được ăn. Cái thái kiểu gì nhỉ? Băm nhỏ nó ra. Băm nhỏ thôi. Một tí xíu, đây chồng nó pha nước chấm gì. Ừ. Ấy, đừng cho vào vội. Hả? Để chung với ớt đi. Để chung với ớt này hả? Để chung với ớt đi, cái bát kia để pha nước trước. Trời ơi. Rồi, gì nữa nhỉ? Nước, bây giờ lấy bỏ dao xuống, kinh quá. Nước trắng vừa thôi, ông làm bát nước chấm hết đổ ở bên kia kìa, để nhiều quá. Nhiều quá. Chắc bớt sang đây anh. Vừa thôi. Rồi, rồi, nhiều là ít quá. Ít quá. Trời ơi, cái ông này. Thế bình thường ông pha nước chấm như thế nào? Rồi, rồi. Cho đường vào. Như một đầu bếp chuyên nghiệp đó chứ. Nấm sao làm chứ? Rất là hùng hục anh. Ừ. Hỏi bỏ này thử. Nhưng mà phải luộc giá, trần giá. Ừ ha. Không nghe lời gọi là chết. Cho ít giá thôi. Mày thính là làm từ đậu phộng đúng không? Dạ. Vừa là gạo rang. Gạo rang. Dạ. Món này cầu kỳ quá. Món bên kia cũng cầu kỳ. Hôm nay các nguyên liệu rất là nhiều, thành ra chế biến nó hơi lâu. Chúng ta đi nửa chặng đường rồi đó, 15 phút rồi đó. Ôi giời. Nửa chặng đường rồi ấy hả? Đấy, lên nào.
Cố lên. Thôi xong. Phải hùng hục như sư tử. Em không biết em đang làm gì đây. Không biết em đang làm gì đây này. Để cái đấy chảo đấy xào cà rốt luôn cho nó ngon. Đừng lâu. Mình để luôn cũng được. Xào để luôn cà rốt vào đấy. Cái đó vậy nó mới thơm đó. À. Cái này mình có từng có xào không? Không. Không xào hả? Có lẽ ăn dưa ruột cháo. Ờ ha. Luyên thuyên cho lắm à? Này sẽ thái theo chiều nào nhỉ? Thôi thái chiều này à? Chiều dọc cái tai à? Thái mỏng thôi. Đó. Nem tai này phải thái miếng thật dài ăn mới đủ ngon. Có sự nhờ sự trợ giúp từ người thân không? Không cần, không cần. Em chỉ cần cứ ngồi ngồi đây, ta tọa đây thôi, tí nữa anh dâng cho em. Thế à? Phúc thái cũng khéo lắm chứ bộ. Hả? Chồng làm gì đấy, cơm phải để im mà. Cơm chiên trộn. Không. Không mà. Muốn làm ý mình không được luôn. Chồng chỉ có trộn dầu mè vào đây nếu chồng muốn thôi chứ không được chiên. Được rồi. Cắt cái rau bớt ra, rau đấy dai lắm. Thế sao nào? Rau này đây này hả? Đó, chồng trộn dầu mè với vừng vào cái rau đấy đi. Cho một ít muối nữa, rau đấy nhạt lắm. Thôi, trời ơi, cắt cho con ăn hả? Đây này, bác trang trí lên cái đĩa kìa. Không, nhưng cái này phải trộn trước không? Thì trộn trước, trộn một xíu đây, hạt nêm với bột ngọt. Đâu, bột ngọt này. Bột ngọt còn ghi chữ ở đấy thì ông có không biết bột ngọt đấy. Vậy xíu thôi. Thôi, chồng cho muối đi, ít thôi nha, muối nữa. Trộn lên đã rồi bình tĩnh. Ồ nhẹ ra chồng phải bóp hết cái nước của nó đi. Thì cứ bình tĩnh, mình trộn xong mình bóp cũng được. Đây, đây đây vợ trang trí cho. Thôi rồi, đừng vợ đừng đấy. Ngồi, tọa. Được giúp mà. Không cần. Thôi vợ muốn trang trí. Không cần. Tọa đi, ngồi tọa đi. Tại sao lại đổ vào? Không. Vợ trên trứng đừng mà lại ngồi im. Tọa. Cứ tọa đi nha. Sao vậy? Đừng làm hỏng công trình của anh. Ủa? Cho vào cái bát này mới đẹp. Cái bát này nó ít quá. Không, nó đẹp ấy. Cái thịt bò này mình phải chiên nó cháy một tí ăn nó ngon chứ vợ. Chả cháy, chả ai ăn bò cháy à? Có nghĩa là nó hơi ấy tí. Không. Cho thêm nhiều rau vào để bên cạnh cho nó đỡ hoang sơ. Lấy cái kéo cắt lên. Kéo cắt cái rau lên này. Cho rau vào đây. Trứng đặt ở giữa. Vợ cứ tọa đi. Cái này nhiều quá Thỏ ạ. Này sẽ bỏ bớt lại. Ôi. Nhiều quá thế này. Thế chồng cho thêm cái vào. Chồng bỏ cái quả ớt tỉa của chồng đi. Chồng cắt lên ớt đi đây. Để ý chồng làm. Để lên. Không, nó gì nó dối. Xong. Toàn rồi.